kẹt hơn đấy còn gì nữa. Biển cấm nhưng mà các anh cũng phải ấy chứ, giống kiểu ở đây thì bây giờ đi vào để con phải xuất trình giấy tờ cho công ty người ta làm việc cái là khi đấy còn cái đó xuất trình ở bên trong của anh với công ty thì anh vào nhà anh còn phải bấm chuông chứ đúng không? Đừng nói chuyện tào lao vậy, nói chuyện kiểu đó. Bây giờ xuất trình giấy tờ xe nè. Cái chuyện khác, còn cái chuyện vô nhà, cái chuyện khác. Vô nhà hoặc công ty thì cũng phải trình qua bảo vệ cái thì họ mới cho phép, khi đấy mình mới được vào cho anh ấy. Còn mà chỗ này nó cấm đậu đảo, hiểu chưa? Ủa, em thấy có cái biển nào đâu, bao nhiêu cái biển cách qua ở đây xong, từ ngoài đi qua thấy có đâu. Anh có tài xế xe này không? Em phụ xe này. Bây giờ tôi làm việc tài xế nè. Còn anh không có liên quan thì đứng im, đừng nói gì hết á. Ở đây. Thôi thế em cứ lấy người dân, anh thấy lâu lâu nó phát lại. Đi xuống dưới đầu đường kia à, coi có hay không biết. Còn qua đây đứng rồi đi chỗ mấy anh cho không là gì, coi tài xế chấp hành không chấp hành, chưa biết hết. Ta thấy là người kia nó còn nằm gác cái chân lên vô lăng. Nằm gác thì cũng phải em đi vào em xuất trình giấy tờ cho tài xế người ta vào làm việc chứ. Đúng không? Phải ấy để con đi vào chứ. Thôi vào đi, xong giấy tờ rồi. Chạy đi. Con chạy đi. Cứ nổ máy đi rồi có gì con đấy vào. Mày, chẳng lẽ giờ giấy tờ đi vào bao nhiêu xe cướp hết tài dỡ ngoài. Cả công ty con người ta cho người ta động lại để còn làm giấy tờ gì. Biển hiệu thì biết là biển hiệu nhưng mà cái gì cũng phải đi vào công ty vào để cho ừ lần xe biết thì bằng lái bằng lái tôi nói chẳng thôi tầm kiểu trung úy như ông á chỉ bình thường thôi. Người ta là nó không ai sử dụng bằng lái, người ta phải sử dụng thiết bị thì sử dụng là giấy phép lái xe hiểu chưa? Tưởng trung úy trong trung úy ông này xúc phạm người ta đó, xúc phạm gì cái vấn đề người ta làm cái gì kệ người ta, làm cái gì thì chẳng lẽ con hàm đây chẳng phải trung úy bảo trung úy chẳng lẽ chuyện của người ta. Ông làm gì phải trung úy ông chỉ người ta nè, ông nói thì em bảo trung úy thì ảnh hưởng cái gì trời? Sao mà ảnh hưởng? Hả? Em cứ qua. Sao ông ảnh hưởng? Bên kia ở đây còn cái xe này chút xíu cẩu về luôn. Quan trọng gì? Mình đứng không? Cẩu. Xịt hốt về phường luôn chứ đâu không? Cứ nè, cứ qua làm. Đúng rồi, các anh cứ làm thoải mái. Làm cứ làm. Cứ làm đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao thôi. Em đang nối đuôi vào công ty mà giờ bỏ. Giờ sao ba em đi em đổi thì giờ em vào cũng chờ xe đổi xe cho bảo vệ.
Mấy Tài ơi, lấy giấy tờ xuống đi mấy Tài. Mấy bao lấy ham thôi, bao nhiêu tay giờ sao mấy bảo vệ ra vô đường và phát đi ra con nào sống trở về đó kêu lực lượng đông con nào lên sân hốt chở đồ luôn đơn giữa nói chú còn gọi ra nghe đội em á cho thêm lực lượng lên sân hốt về luôn một bao quá trời bỏ anh kia nè. Đậu gì luôn.
Có chạy hả? Sao rồi?